Chào mừng các bạn đến với kênh Nóc Tây Ninh của mình nha. Đây, hôm nay mình có mua một cái hộp nhựa khoảng kích thước là dày 57, ngang là 38, cao là 21. Hộp nhựa này là của công ty Di Tân nha. Công ty Di Tân. Đó. Mình mua về chủ yếu là mình thả mấy con ốc trên bạch ngọc con của mình á. Đấy, đây là mình mua cái rìu quá nha. Đây. Rìu mua thì ở ngoài ngay chỗ bán lan rồi đó. Cái này để người ta trồng lan nè. Không thì lại ngay chỗ bán cây kiểng rồi người ta cũng có bán nha. Rìu nè. Đó. Mình sẽ bỏ rêu ra. Phải như thế hết rồi ta. Cho hết luôn đi. Cho hết bạch này luôn đi. Đó. Một bạch thì nó khoảng hai mấy ngàn bạch. Cũng khá nhiều ha. Ồ. Bỏ nguyên bạch này hơi nhiều rồi đó. Thì mình nghĩ chắc hơi dài rồi. Vậy đi, tưới nước chắc là nó xẹp xuống là vừa đó. Thôi vậy đi. Rồi, đây. Ốc thì ốc còn đây. Đó, nãy giờ mình dỡ nắp ra nó bò cũng khá nhiều rồi nè. Đó. Tí nữa mình sẽ bắt ốc mà mình bỏ vô trong đây. Nhưng mà trước khi bắt thì có thể là mình sẽ tưới nước, phun nước nó. Nè, còn mấy con. Mấy con bám trên cái nắp nè. Đó, bò luôn nè. Đây thì ấp sau cái hộp nhựa kia nên là nó nở ít nè, cũng mới vừa nở mới nè. Đó, cũng có một số anh nó thò đầu ra đó. Này thì trứng nó chìm dưới, mình bữa hôm mình bỏ hơi chìm dưới không có thấy trứng đâu, một lớp dưới đây lần này chứ không có ít đâu. Này chỉ là cái bề nổi của tảng băng thôi. Rồi, cái này thì tí nữa bỏ vô sau. Rồi, cứ để ra đi ha. Rồi thì bây giờ mình chỉ xịt nước cho em đó thôi. Nhưng mà cái này ba cái rêu này có vẻ như là nó khô nha. Nên là có thể là các bạn xịt nước nó hơi đẫm đẫm miếng. Như ẩm rồi đó. Ồ, vô. Này mà thả mấy em nó vô đây là mấy em nó khoái cho coi. Mấy em nó cạp ba cái rêu này ăn liền á. Rồi để mình bắt mình bỏ vô. Xong rồi mình quay gần lại cho các bạn xem nha. Dắt ít bột sữa lên đó coi nó có ăn. Nướng ra đi.
xịt cho nó mấy nước. Lùi với cát chưa bò lên, anh nào bò ra ngoài được bò. Rồi tạo môi trường cho mấy em sinh sống rồi đó.